Dịch viêm phổi ở Vũ Hán vẫn tiếp tục leo thang. Tại Đài Loan lại tăng mới một ca viêm phổi lây từ bản xứ. Trường hợp này do người chồng đi công tác ở Vũ Hán trở về Đài Loan vào ngày 12 tháng 1. Sau đó tự mình ông đi khám bệnh và đã được chữa khỏi. Nhưng không ngờ vợ ông phát bệnh vào ngày 27 tháng 1, đã đi khám bệnh vào ngày 28 tháng 1 và sau khi được xét nghiệm vào ngày 30 tháng 1. Xác nhận là ca viêm phổi thứ 9 trong nước. Đây là trường hợp thứ 2 lây lan qua các thành viên gia đình. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, hiện trong nước đã có 730 ca thông báo về bệnh viêm phổi, gồm 9 ca được xác nhận. Ngoài ra là 239 người đang được cách ly chờ xét nghiệm. Tình trạng sức khỏe của 9 ca viêm phổi đều ổn định, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện cách ly. Trong dịch đồn của ca đầu tiên đã không còn chứa virus corona. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, đường lây lan của ca bệnh thứ 9, suy đoán có thể được lây truyền từ người mang mầm bệnh nhẹ hay không triệu chứng. Đây có lẽ là một thách thức lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong đợt phòng chống viêm phổi của lần này. Tuy nhiên, theo số liệu thông báo của Trung Quốc, trong đó kể cả Hồng Kông và Macau, đã có 9.711 ca được xác nhận là viêm phổi. Số người tử vong tăng lên tới 213 người. Ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương của Mỹ đã xuất hiện ca viêm phổi thứ 6, cũng là ca bệnh đầu tiên lây truyền tại bản địa. Tổng số ca được xác nhận là 7 ca. Tại Nhật Bản tuyên bố tăng thêm 3 ca vào tối ngày 30 tháng 1, số ca được xác nhận lên tới 14 ca. Tại châu Âu, Đức xuất hiện ca thứ 5, Pháp xác nhận tăng mới ca thứ 6. Dịch viêm phổi Vũ Hán lên mức báo động, khiến người dân lo lắng không mua được khẩu trang. Ngày 30 tháng 1, nhiều cửa hàng và tiệm thuốc đều dán biển thông báo đã hết hàng. Vĩ Khang, Xin Y, những cái đó không có, phải không? Họ đều là dán một cái gì đó, sổ chứng, nên rất là căng. Trong thời gian nghỉ Tết, do ảnh hưởng từ giá vốn sản xuất tăng cao khiến giá thành khẩu trang cũng tăng theo, nay đã qua Tết và từng bước khôi phục chuỗi sản xuất. Vào tối ngày 30 tháng 1, Viện Hành Chính chu tập các nhà sản xuất thỏa thuận với giá bán thống nhất, tuyên bố từ ngày 1 tháng 2, điều chỉnh giá bán khẩu trang từ 8 đại tệ giảm còn 6 đại tệ, vẫn hạn chế mỗi người mua 3 cái. Nhà nước đưa ra chính sách thống nhất trưng mua khẩu trang tạm thời, thực hiện đến ngày 15 tháng 2, hàng ngày trưng mua khoảng 4 triệu cái để giải tỏa tình trạng người dân đổ xô mua khẩu trang, ngoài ra để kiểm soát chặt lượng xuất khẩu. Bộ Tài chính nhấn mạnh vẫn duy trì mức hạn chế mang đi nước ngoài cao nhất là 5 hộp khẩu trang cho mỗi người. Thủ tướng Tô Trinh Sương đăng thông cáo trên Facebook nhắc nhở nếu người có hành vi tích trữ khẩu trang, đẩy giá lên cao kiếm lời sẽ vi phạm luật hình sự, bị xử phạt cao nhất là 3 năm tù, kèm theo tiền phạt 300.000 đại tệ. Cơ quan chức trách sẽ kiểm tra nghiêm ngặt tình trạng tích trữ để tăng giá. Ngày 23 tháng 1, Trung Quốc ra lệnh phong tỏa Vũ Hán, khiến hàng trăm người Đài Loan bị mắc kẹt không về nước được. Tính đến nay đã hơn một tuần lễ, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa thống kê đã nhận được 252 cuộc điện thoại cầu cứu do cân nhắc đến sức khỏe của người dân, nên phỏng theo Mỹ lên kế hoạch đưa chuyên cơ sang Vũ Hán đón người dân về Đài Loan. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio chỉ trích Trung Quốc cự tuyệt lời yêu cầu sơ tán người dân Đài Loan, phê phán Trung Quốc dùng thủ đoạn chính trị thao túng y tế cộng đồng. Để ngăn ngừa dịch bệnh, chính phủ đã tạm thời không cho học sinh Trung Quốc sang Đài Loan trong hai tuần lễ. Cho dù có nhập cảnh thì sau đó cũng phải tập trung một nơi để theo dõi tình hình sức khỏe. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết, để tránh gây ra sự lây nhiễm chéo, sẽ dành cho học sinh Trung Quốc mọi người ở một phòng riêng để chăm sóc và theo dõi. Như thế sẽ đảm bảo học sinh có được một môi trường học tập lành mạnh. Xe điện metro tuyến vành đai trong giai đoạn 1 được cư dân thành phố Tân Bắc mong ngóng đã chính thức thông xe từ 2 giờ chiều ngày 31 tháng 1. Tổng thống Thanh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Chiết và Thị trưởng thành phố Tân Bắc Hầu Hữu Nghị cùng có mặt tại lễ thông xe. Tương lai, chúng chuyển lại chuyển đi, cái 辛苦都会变成历史了啊。那么，所以环状线的第一阶段的通车可以说是新北市交通发展的一个重要的里程碑。Xe điện metro tuyến vành đai gồm có 14 trạm kết nối các khu vực từng điểm Trung Hòa, Bản Kiều và Tân Trang. Trên đường đi và về, người dân không phải ghé vào thành phố Đài Bắc rồi mới chuyển đi, giúp cắt giảm được rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ ngày hôm nay, miễn phí đi thử một tháng sẽ chính thức thu phí từ ngày 1 tháng 3. Sau khi thông xe tại ga xe khu công nghiệp Tân Bắc đưa vào hoạt động, đăng ký dịch vụ làm thủ tục trước khi lên máy bay.